Làm trong ngành thẩm mỹ 8 năm, đố các bạn Như đã học được những điều gì? Hai, mọi người lại là Như đây. Thời gian qua Như đã gặp gỡ không biết bao nhiêu là cô gái, cũng nghe được rất nhiều câu chuyện của họ xoay quanh về chủ đề nhan sắc. Và sau tất cả, bài học mà Như luôn muốn chia sẻ với các chị em đó chính là phải biết làm đẹp cho bản thân. Đây là sự đầu tư không bao giờ lỗ đâu, vì phụ nữ thành công là phụ nữ biết yêu bản thân mình. Hôm nay Như lại đến định kỳ tiêm thon cơ cầu vai và tiêm tan mỡ nách. À, phát hiện tay của mình hôm nay cũng hơi lô nhô cơ nè. Mình sẽ dùng Botox để triệt cả cơ cầu vai và cơ tay, cho tay vai của mình thanh mảnh hơn, tự tin diện đồ hơn. Phụ nữ cũng giống như một bông hoa vậy, muốn đẹp á thì phải thường xuyên chăm sóc. Như thật sự rất ngưỡng mộ những người phụ nữ đẹp, vì đẹp thì không khó, nhưng duy trì nhan sắc luôn luôn xinh đẹp lại không hề dễ đâu nha. Chính vì Như đang là chủ của một phòng khám thẩm mỹ nên Như càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc dưỡng da, luyện tập thể thao giữ dáng và việc quan tâm đến những dịch vụ làm đẹp ngắn hạn, ví dụ như chăm sóc da mặt skin care nè, tiêm botox và sử dụng những cái dịch vụ mà phải tái đi tái lại nhiều lần để duy trì được cái vóc dáng đẹp và duy trì được một cái khuôn mặt đẹp. Chịu khó đi các nàng ơi, người đẹp á người ta lại càng muốn đẹp hơn, thì không lý do gì mình lại ở yên một chỗ được. Bây giờ chưa thành mỹ nhân nhưng chắc chắn là bạn cũng đã tốt hơn bạn của ngày hôm qua rồi.